Ô, các bạn, Amy xin mến chào các bạn trở lại kênh của Amy Quỳnh ngày hôm nay nha. Mình giải thích cho cô khách này đây. Đó. Ở dưới thì Amy bỏ một lớp màu natural thôi nha, không có đậm quá. Rồi bây giờ mình kéo đây, mình kéo xuống, mình vẽ nửa móng mà vẽ xéo cho cô khách nha các bạn. Amy dùng bằng cái cọ giả lai nha, chứ không có dùng bằng cái cọ của nước sơn. Cọ nước sơn nó to quá, mà hai bên hông của cô khách này nó hơi dung lên đó các bạn. Mình phải đè cái thạch xuống để mình sơn cho nó sát, nó không có bị dính. Rồi bên này cũng vậy. Bây giờ là qua năm mới rồi các bạn, hết New Year, hết Noel rồi, cái bắt đầu những cô khách trở lại những cái mẫu bình thường ha. Một là sơn không, hai là quay thiết, chứ không còn vẽ những cái mẫu lễ nè. Rồi bạn thấy xem kiểu này như em mì gọn không đó các bạn, đi em mì đi một nước cho đều luôn, tô đầu móng cho xong xuôi luôn. Rồi bây giờ em mì sẽ cho hai tay bên đây đó, các bạn thấy nó quay tiếp đi vậy rất là dễ. Rồi mình hơi bên đây nha, nào qua bên đây cũng vậy. Hơi bên đây mình sẽ đi cái này nó nằm lại hướng bên đây các bạn đó. Cái này chưa cực tô hai bên hông nè, tô đầu móng nữa nha. Cái cỏ này của em mì nó cũng sắp tới thời kỳ rồi đó, nó đòi tuyển cây mới nữa đó. Thì mình xài mình vẽ phen lâu quá cái đầu nó bung ra đó các bạn, nó nở cái đầu cỏ ra. Mình cứ về mình kéo xuống trước đi, sau đó mình mới tô lại. Cái màu trắng này em đi dùng là cái hiệu gel polish nha các bạn, nó rất là trắng mà nó không có bị nhăn, không có bị chảy. Còn khi nhiều cái màu trắng nó không có trắng dữ, còn là các bạn mà sơn hơi dày nó bị dúng liền. Rồi mình tô đầu mỏng lên. Rồi ở đây bên hông còn cover hết, hai bên hông phủ hết nha. Cái nào còn sót mình đi cho nó sát sau lại. Rồi đó. Rồi bây giờ mình cho hai tay bên đây. Rồi bây giờ cái bước thứ hai, cái việc gọi đó con gọi lại, mình sẽ đi một đường kim tuyến nha. Rồi. Đường kim tuyến rất là nhỏ, bây giờ cái chai này đẹp quá. Đây mình đi kim tuyến thường nha, hay mình không có đi lấy treo nè. Các bạn thấy chút xíu mà nó chảy xuống nè, nó cứ khé tay của nó sâu quá, mình xử lý mình cắt nó ra luôn. Nó chảy nó đụng cái da tay bên hông á, cao lên. Rồi bây giờ em mình sẽ đi cường kim tuyến. Ok các bạn, bây giờ em mình tiếp nha. It's 16. Almost 18. 8 oh. Yes. Bây giờ em mình sẽ vẽ tiếp cái màu kim tuyến cho cô khách này. My son does that stuff too. Đó, mình đi một lần kim tuyến. He's gonna be 30 this year and he still does that stuff, so they don't grow out of it. Yes. Rồi, mình đi một đường thẳng kim tuyến luôn nha các bạn. Ok. Yes. Rồi, bên đây cũng vậy, mình đi một đường thẳng kim tuyến luôn. Okay. Thank you. Khách này có nói đèn nó tắt rồi, cho mình bắt đèn lên. Rồi. Rồi qua bên đây, bây giờ mình sử dụng tiếp cái chai cọ giả lai khác. Mình sẽ vẽ cái màu đen nữa nha. Cô khách này dùng màu đen. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái chai màu đen đâu này. Rồi. Rồi
something a little bit different. See? Mm-hmm. À, giờ mình gặt cái màu đen đây. Giờ mình gặt đây. It's Ở very trên này, pretty. thanh kêu. Con chút xíu gì đó nó lạ lạ các bạn. Để giữa fan hoài cũng chán. Có nhiều cô khách quen, cô vô, cô giao cho em này muốn làm sao làm. Ví dụ như giữa fan rồi muốn thêm này thêm kia vô. Ví dụ như mình vẽ cái lai đen không thì nó bình thường rồi mình thêm tí xíu màu kim tuyến vô rồi mình gạch thêm là gạch nhỏ vậy. Nó cũng là một cái style mới các bạn. Cho nó hơi lạ lạ chứ mình vẽ fan bình thường hoài. Mình vẽ fan đầu móng, fan vi. Dạ mình vẽ nửa móng. Rồi, đó đây cũng vậy các bạn, cứ kéo thẳng xuống một đường. Ở đây kéo qua. À, bây giờ mình cho hoa qua đây nha. Rồi bây giờ em đi cho các bạn coi, đây là mình đã xong cái bàn tay của cô khách này nè. Nó các bạn thấy rất là simple elegant luôn, rất là đơn giản. Rồi bây giờ mình cho hoa nha. Cái bước sau cùng mình sẽ bỏ nước bóng lên nha các bạn. Sau khi bỏ nước bóng là mình đã hoàn thành xong. Bây giờ em mình xin kết thúc cái video này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thân ái chào các bạn.